mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vui thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Tại nơi tổ đình Huệ Quang của chúng con, những ngày vừa qua đã đón tiếp trang kinh những lời chỉ dạy nơi chư tôn thiền đức tại nơi trường Hà chùa Huệ Quang, bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 7 và kết thúc cho ngày 8 tây tháng 7. Và sáng ngày mai là buổi lễ từ tứ để kết thúc cho một tuần lễ Hà nơi chùa Huệ Quang nơi đây. Và hôm nay vào buổi chiều ngày thứ bảy, chúng con tại nơi đây được nhận thấy chư tôn thiền đức, chư vị trưởng lão hòa thượng có mặt để có một buổi tiệc liên quan khánh tế chư tôn thiền đức, và nhằm cũng ghi lại những hình ảnh đẹp chư tôn thiền đức để trước khi sáng ngày mai mọi vị để trở về một nơi trụ xứ và tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Do vì vậy mà chúng con tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để khánh tế chư tôn thiền đức, và cũng là lý do cho buổi lễ ngày buổi tiệc hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên hàng ghế chứng minh, chúng con được nhận thấy của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang có mặt ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Phó Thiền Chủ, Hòa Thượng Thích Nguyên Chí, viện chủ chùa Bát Nhà. Xin chư tôn thiền đức cầm vỗ tay mạnh mạnh chút. Và tiếp theo chúng con được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thông Hải từ nơi Hawaii, Hà Quý Di, trưởng ban cho điều hành trường Hà cũng có mặt ngày hôm nay. Và chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Bửu Lợi, giáo phò chùa Quang Thiền. Và chúng con kiêm quá chủ Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang. Và bên danh sách của chư ni, chúng con được nhận thấy có ni trưởng Như Hương, chùa Hương Văn có mặt ngày hôm nay. Và ni trưởng Như Tâm, nơi chùa xứ chùa Huệ Quang, ni sư Minh Huệ, chùa Thanh Lương. Và chúng con xin sám hối và xin bổ sung thêm, chúng con nhận thấy có Hòa Thượng Thích Giáp Pháp có mặt ngày hôm nay. Và vì thời giờ hạn hẹp nên chúng con xin đồng giới thiệu chung tất cả chư hành giả an cư có mặt nơi đây hơn 250 vị cho một tràng hốt tay thiệt là lớn để bắt đầu cho khai mạc cho chương trình ngày hôm nay. Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Hòa Thượng Thích Thông Hải, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Hòa Thượng Thích Bửu Lợi, Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Từ Bi, Quan Hỷ, Quan Lâm lên khán đài để cho ban tổ chức trường Hà của chúng con làm lễ khánh tế. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chân chư tôn Hòa Thượng, chúng con tăng ni tại hạ trường Huệ Quang có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho ngài thêm vui. Thật là như vì vừa qua những ngày tại nơi trường Hà, nơi chùa Huệ Quang, chúng con được cung đón chư tôn thiền đức và lắng nghe những lời dạy bảo của quý ngài. Tuy biết gần niên cao lập trường Phật sự đa đoan, nhưng quý ngài đã vì thương tượng hàng hầu học của chúng con đã để những Phật sự qua một bên và thu xếp trở về nơi trường Hà Huệ Quang của chúng con, tổ chức một trường Hà cho chư hành giả an cư, đặc biệt là chư vị tăng ni trẻ nơi hải ngoại đây, để chúng con có dịp để lắng nghe những lời chỉ dạy của quý ngài và học hỏi những kinh nghiệm nơi quần pháp. Những ngày qua, những lời tâm tình của quý ngài như những trang sách quý
những kim chỉ nam cho chúng con nơi quần pháp nơi hài hòa đây. Sáng ngày mai đây, sau khi từ tứ xong, mọi người đã trở về mỗi một phương trời và để lại là những hình ảnh đẹp nơi trường hạ chùa Huệ Quang. Những chiếc liều, những trang kinh pháp hoa, những trang kinh thị sám, cùng những ngài được chư tôn thiền đức những buổi sáng, những nụ cười của quý ngài làm nên những hình ảnh đẹp của chúng con. Hôm nay, huynh đệ chư hành giả an cư tăng ni, chúng con xin quỳ dưới chân của quý ngài, khánh tế trên quý ngài được một hạ lạc, kính chúc trên quý ngài được pháp thể kinh năng, chúng sinh dị độ, mãi mãi là ngọn hải đăng, là núi Thái Sơn, để cho chúng con được nương tựa tu học. Một lần nữa chúng con xin đề đầu cảnh tế Nam Mô Quan Hỷ Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin đại chúng đồng niệm Phật để chúc mừng. Chư tôn thiền đức đã từ bi niệm Phật chứng minh với những lời tác bạch của chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ, xin cúng dường tam bái. Thiền đức tăng già tam bái. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ chư tôn trưởng lão, hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, tăng ni. Một tuần lễ trôi qua với tất cả niềm vui, hỷ lạc mà chư huynh đệ trong trường hạ tại tổ đình chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự cứu hội của chư tôn đức tăng ni từ các trú xứ cung tụ về nơi trường hạ này. Thật là một điều rất hy hữu, chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta không nghĩ rằng với sự tu hội của chư tôn đức trên 250 vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, chúng xuất gia, với sự dìu dắt chỉ dạy chia sẻ của các vị trưởng lão chư tôn đức giáo thọ sư, đặc biệt với tấm lòng thương của hòa thượng đương kim viện chủ tổ đình chùa Huệ Quang, và cũng là hòa thượng khóa chủ của trường hạ, với lòng từ bi, sự ân cần thương từ những huynh đệ, trừ từ những vị
lớn tuổi, tăng ni cho đến những vị trẻ tuổi. Luôn luôn lúc nào chúng tôi cũng thấy Ngài ân cần thăm hỏi, lo lắng từng sức khỏe cho đến những món ăn. Thật là cái lòng đại từ đại bi của Hòa Thượng đã chan rải ra, mà chúng tôi đã nhìn thấy với tư cách là một vị trưởng ban điều hành của trường hạ, đã nhìn thấy tấm lòng của Hòa Thượng Hóa Chủ. Hôm nay và rồi đây, ngày mai, sau khi từ tứ, chúng ta mọi người trở về nơi trú xứ của mình để tiếp tục con đường tu học và hoằng pháp lời sinh. Hình ảnh này, nơi tổ đình này, không làm sao quên được trong tâm tưởng của những người hành giả tu tập dưới tấm lòng đại bi, đại hỷ, đại xã của quý Ngài. Hôm nay chúng con xin đại diện cho tất cả chư tôn đức tăng ni tại Hạ Trường, xin thành kính đảnh lễ tri ân lòng từ bi, sự thương tưởng chiếu cố đàn hậu học của chúng con. Xin tất cả đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài. Xin quý vị vỗ một tràng pháo tay như những tiếng pháo để tri ân cảm niệm cái lòng từ bi của quý Ngài. Đặc biệt chiều hôm nay trời rất nóng, nhưng quý Ngài không quản ngại về nơi đây để chung vui tiệc liên quan với chúng con. Chúng con một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý Ngài đã đem lại một cái đạo tình, cái tình ấm áp mà chúng con không có được từ khi rời khỏi nơi quê nhà, không được gần gũi thầy tổ, huynh đệ. Mà hôm nay trường hạ lần này, riêng cá nhân chúng con, chúng tôi cũng đã được cái niềm vui pháp lạc này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý chư huynh đệ đã ủng hộ, yểm trợ cho thầy Thông Hải hoàn thành sứ mệnh của mình, mà Hòa Thượng Hóa Chủ cũng như quý Ngài cũng như tất cả huynh đệ đã tin tưởng giao phó. Xin chân thành cảm ơn chư huynh đệ và chúc chư huynh đệ trở về theo trú xứ của mình bình an và hẹn gặp Ngài tái ngộ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúng cho một tràng pháo tay nữa thì là lớn. Tuyên viện chủ tổ đình Minh Long Quang ban bố về lời đạo từ trong buổi ngày hôm nay là như vậy. Chúng con kính cung tính. Theo bước chân của Phật, theo bước chân của Tổ, tuy là gian nan vô cùng, nhưng mà thật là vinh dự, thật là quy hoàng và thật là vĩ đại. Ô đường đi lên nỗi sáng ngời linh thể, màu sắc siêu nhiên vượt sắc màu, chim hót ra thơ mà trầm nhã nhạc, mỗi từng là vãn đỉnh trời cao. Đường đi lên có cổ hiền nhan tử, một túi cơm khô nước một bầu, vui đạo quên nghèo nho hạnh rạng, nhưng mà cảm thương thầy sống tắt rừng khâu. Đường đi lên có chân nhân trang tự, khúc cổ bồn hề chuyển kiếp đau, thơ nghiêng cảnh bướm lái hồn mộng, mà ngọn bút nam hoa chuyển đảo màu.
đường đi lên có trần triều thái tổ, tay nắm gậy thiền tay vó câu, vận nước suy vi cường khấu ngạc, gươm vàng một tuốt rạng nghìn thâu. Thưa quý vị, cái hoàn cảnh của đất nước và dân tộc chúng ta hiện giờ đang lâm nguy giống như cái thời đại của vua nhà Trần, mà ngài vừa là hoàng đế mà vừa là thiền sư. Đứng trước cái hoàn cảnh đó, tuốt gươm vàng làm sứ mệnh cung vị nhân vương Bồ Tát, để lại một lịch sử vàng son nghìn năm cho nước Việt. Ước mong toàn thể các bậc đại sĩ ở đây sẽ noi theo cái bước chân uy hùng lẫm liệt của Như Lai Phật Tổ và của các bậc Bồ Tát hiện đời và cứu thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dài và để đây thay đổi chương trình cho chương trình ngày hôm nay, để cho nó mau. Để thay đổi chương trình, trước hết là chúng tôi sẽ còn cái phần hai phần chót là sẽ cung thỉnh Hòa Thượng Hoàng Thanh và con sẽ nói chuyện, và sau đó bây giờ để chuẩn bị bước đầu xin các ngài khởi thân, chúng ta lấy thực phẩm, và trong thời gian lấy thực phẩm thì ca sĩ những ca sĩ điểm để làm quan lại ấm áp cho cái chương trình đó, là chương trình thay đổi như vậy. Cho nên tiếp theo xin ban MC của bên văn nghệ chúng con cũng thỉnh Chư Tôn Đức khởi thân đứng dậy để lấy xin ban che soạn chuẩn bị để cùng đón Chư Tôn Thiền Đức từ bây giờ. A Di Đà Phật.
thơ, sông lớn cao vàng xa nơi ta chân lý khác người. Thế người quang tử là nơi phát huy chân đạo, thế người quang tử cha nơi bước nhau Việt Nam. Vì từ bi đem vui cho đời, vì từ bi hạnh phúc đời đời. Từ khó quy nhang ta thương ta chung tiên, từ theo nước này từ bi. Nào về đây, đây chúng ta trong vui lụa hoa. Nào về đây, chung tay nhìn về phía ta. Chúc anh cho bạn sáng đời ta đều lý chẳng lời. Để về quang tử, ta đời phát huy chẳng đạo. Để về quang tử, ta đời vẫn giáo Việt Nam. Vì từ bi đem vui cho đời, vì từ bi em phúc đời đời. Được khó nguy nhà ngang chúng ta chung tiếp. Vì từ bi đem vui cho đời, vì từ bi em phúc đời đời. Vượt khó nguy gian nan lòng ta dũng tiến, cứ theo đường về từ bi. Vì từ bi đem vui cho đời, vì từ bi em phúc đời đời. Vượt khó nguy gian nan lòng ta dũng tiến, cứ theo đường về từ bi. Chương trình Việt Nam ta có ba miền, mỗi miền đều có đặc tính và văn hóa khác nhau. Mời ba sư cô sẽ ba tài tử sẽ hát về giọng hát ba miền. Mời quý ngài cùng quý vị hãy cùng nhau đi viếng thăm ba miền. A Di Đà Phật, mời ba sư cô. Yeah.
Nam ca sĩ Minh Tâm ra sân khấu để chúng tôi được giới thiệu. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Minh Tâm là một trong những anh chị em Phật tử rất là có tấm lòng đối với đạo và muốn đem nhạc Phật vào đời, cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni khắp các nơi qua cái những bản nhạc đạo mà quý vị đã ca từ những bài thơ phổ nhạc, những bài thơ của quý ngài hay là những cái cảm nghĩ của quý ngài đã tạo thành những cái bản nhạc. Và chúng tôi mời các anh chị em đây để ca sĩ Minh Tâm. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và kính thưa quý Tăng Ni, con xin được gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc được mang tên Sen Hồng Thư Không. Đàn mưa rơi rơi có nghe tiếng đàn mà mưa đêm mãi che ân tình mà hóa sen nở đời người như mây khói tìm về bên giác hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Đời người như mây khói tìm về bên giác hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Đời tha nhân chi sơ bạn thiền từng ngày đêm thao thức Phật Bà Quan Âm thế nhân phổ độ hiện về pháp đạo quang tìm về bến giác hồng. Đời người những mây khói sắc sắc không không đêm răng mịt mùng dưới mái tôn nghe như kinh nguyện cầu những lời nhiệm màu như giọt tàn mưa rơi rơi có nghe tiếng đàn mà mưa đêm mãi che ân tình mà hoa sen nở đời người như mây khói tìm về bên giác hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Đời người như mây khói tìm về bên giác hồng. Nam mô A Di Đà Phật.
quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn với Di Đà Phật. Cảm ơn ca sĩ Minh Tâm. Tới bài thơ của Mạnh Giác Thiền Sư, mùa tỏa lưu sơn sống chiếc gian, khi đi chưa đến đúng mơ màng, đến nơi rồi chẳng thấy gì khác lạ. Mù tỏa lô sơn sống chiếc giang, khi chưa đến thì thấy rất là lạ kỳ, nhưng đến rồi thì lại thấy rất là bình thường. Mời Duy Khanh sẽ hát bài Dòng sông thấp thoáng con thuyền. Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào toàn thể các thiền tọa, các sư cô, cô và toàn thể Phật tử. Con không phải là ca sĩ, con chỉ là một người Phật tử bình dân mà thôi. Thì cái bài này là cái bài từ khi con bước tới chùa Huệ Quang này á, là cái bài đầu tiên mà con thích nhất. Và từ đó thì con cũng đã giác ngộ từ đó. Thì đây là cái bài hát hôm nay có Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Thì như vừa rồi thì Hòa Thượng cũng đã giới thiệu một vài nét về cái bài này rồi. Thì con xin trình bày. Xin cảm ơn. Giấc ngủ rồi người sẽ về đâu? Cho tôi xin bắt một nhịp cầu. Dòng sông ấy thiên thu tình lặng. Người là ai hằng hữu nghìn sâu? Giấc ngộ rồi người sẽ làm chi? Cho tôi xin nói kết những gì. Lên tường đèn cuộc đời dâng hiến, đường thênh thang ta mãi cứ đi. Đến núi cao tâm ơn tôi người đã truyền trao. Sang sông rồi thuyền bỏ lại đây, bước ung dung tự tại như mây. Thảo áo nhỏ chẳng chờ dấu âm thiên hành bộ đông tây. Sang sông rồi nguyện lực nhân duyên, tình yêu thương ứng dụng chân truyền. Tâm tình đẹp chan hòa sớm nắng, dòng sông xưa thấm thoát con thuyền. Và bài hát này con xin cúng dường hôm nay ạ.
Chương trình là một bài hát Phật là ánh từ quang, tác giả Phi Long, do ca sĩ Hồ Quốc Việt trong nhóm đạo ca Những Dòng Chảy Tâm Linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý tôn đức cho một tràng pháo tay thật là lớn, thật là lớn lên đi ạ. A Di Đà Phật. Mời. Rồi lùn con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ giang Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê đã bao đời xây đắp trên nhung gương lúa là. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con
tươi mát nơi khô khan. Thật là ánh tư quang cho tâm con vững sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật tử bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao quan khói đời về dầu. Phật tử bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao quan khói đời về. Xin cảm ơn Quốc Nguyệt rất nhiều. Phải nói với giọng hát làm cho không khí sống lại. Như vậy, Trung Nguyên ngày hội vòng vu lan, bên giác chiều thu sóng đạo ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng, đều vọng lòng thành đón vu lan. Tiếp mục tiếp theo đó là bài Mục Liên Tìm Mẹ, xin tặng quý Phật tử. Con xin sám hối và chúng con xin cúng dường lên chư tôn thiền đức cũng như toàn thể quý Phật tử ở đây do đại đức Thích Minh Chánh trình bày. Quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn nha. Dạ con. Cõi thiên chúc miền Tây thành tâm phú phục chức liên đài. Trải mấy ngày đêm với muôn dặm đường dài, cuối sinh Phật tổ ban cho ngàn vạn đất trường, đời đời tớ tìm đường xuống tầng chiến tung. Nhân dịp chi xuống tận diêm
cung. Hãy mau mau bày tỏ thủy chung cho ta được hãng tường kiên cơ. Chăm lại đức diêm dương cho bằng tông qua mời thơ ngọc, để tìm mẫu thân cho phó lòng thương nhớ kẻ âm dương cách biệt mấy năm trường. Đức tần quảng dương liền cho quý giả số đưa một liêm trở lại lên đường. Khi nghe những tiếng khóc la của những quan hồn uống tư khiến kẻ thêm xúc động lòng nhân. Nào biển lửa giạt dầu, nào kiếm thọ đau sớm, những hình phạt vô cùng tạm không. Nỗi nhớ mong thân, nỗi sầu quan nghiệt, một kiện liên tiếp lòng thiết can trường. Kìa quỷ giả so, hãy cho tôi dừng bước lại để nhìn kỹ một người đang ngồi giữa bàn trong. Ngọn lửa hồng cháy rực toàn thân. Trời ơi mẹ, mẹ của ta đang chịu hình phạt vô cùng thảm không. Mẹ ơi, con là một kiên liên xuống tận đây tìm mẹ con đâu, quán gì nào có nhọc nhằn. Sắp có câu đạo của quyền thân, mong sao mẹ được tiêu trần tội chướng. Con xin đáp nghĩa sinh thần, chọn kiếp tu hành cho hồn mẹ siêu thăng. Đây là Phật được không quý vị ơi? Thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
cảm ơn giọng ca rất là ngọt ngào của Ni Sư. Là một bài hát diệu pháp liên hoa, xin mời thầy Thích Chú Trí. Quý vị biết thầy Chú Trí là chúng phó mà thường ngày lắc linh mà quý vị lắc linh bên bàn bên phòng của Chư Tăng mà cứ lắc lộn hoài quý vị ơi. Cứ lắc lộn mà quý thầy cứ giật mình thức dậy hoài. Cho nên không biết cái giọng hát của thầy như thế nào, xin mời thầy Chú Trí A Di Đà Phật. Quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn đi ạ. Son nồi níu chảo đâu, dỗ lên đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy giờ con ngồi dưới thì bên Ni lấn áp mình Tăng rất là nhiều đúng không quý vị? Bên Ni rất là trội và may sao MC đã nhảy vào và cứu cho bên đội của Tăng chúng được một bài. Và chúng tôi nghĩ xuất sắc có thể là ca khúc đó quý vị. Và xuất sắc nữa là bên Ni là cái đội hồi nãy là hợp ca đó quý vị. Và giờ đây con Chúc Trí xin được nhận sự ưu ái và ủng hộ của tất cả chúng hội hôm nay. Con hát ca khúc Diệu Pháp Liên Hoa mang số danh 15, mong quý vị chiếu cố ở giờ hợp. Lại đến tam giới tôn quy mang cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rồng thọ trì kinh phá qua. Lời thương bay cao, lời kinh lắng tỏa nhiệm màu. Lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lắm cõi địa cầu. Cho con thấy ấm đạo nhân. Nhiều pháp liên hoa, do vi ni nhiệm màu. Nguyện hiệu ý chân thân của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Nhiều pháp liên hoa, cho con nước cam lồ. Ôi tâm hồn nhiều mang, sen hồng nơi khắp trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Lại đến tam giới tôn quy mang cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng họ trì kinh phá quang. Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm lúc kinh cầu diệu pháp cho xóa diệu tội trần. Câu kinh xóa hết tội tình. Con nước cạn lồ, ôi yêu hồn dịu mát, coi coi tình khắp trần gian, soi hạt chiếu ánh hào quang.
lại đứng tam giới tôn quy mang cùng mười phương thần. Nay con quá nguyện rồng thọ trì kinh pháp quan, đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu quang cho lá diệu lôi đồng, cầu kinh xa hơn tội tình. Đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu quang cho lá diệu lôi đồng, cầu kinh xa hơn tội tình. Ngoài ca hát hay thầy Trung Ký còn là một vị giảng sư trẻ của trong trường hạng của chúng ta đó, quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn đi. Sư phụ, có không? Sư phụ, có thầy trò ta đi mấy ngày nay mà chưa tới chùa Huệ Quang, con coi gần ở đây có cái chùa, cái chỗ nào để chúng ta nghỉ lại qua đêm, mai đi tiếp đi con. Dạ con tu ở phòng mà con có biết lộn, con sợ què nặng quá, thôi đây đi bộ đi chơi chắc ăn đi sư phụ. Dạ sư phụ vừa nói gì vậy? Cô nói con giờ này tối rồi, con đi tìm chỗ đi nghỉ lại, mai sáng đi tiếp tới chùa Huệ Quang con. Dạ, để con nhìn thử nha. Dạ, con thấy đằng kia còn có nhà, có đèn sáng, vì thầy trò ta lên thử xem sư phụ. Ừ. Thầy trò ta đi ngang, đi nhập hạ mà đi ngang qua đây trời tối rồi, cho nên ngài ông còn chưa chịu hiểu nữa. Ta thầy trò ta đi qua Huệ Quang để nhập hạ mà bây giờ đi tới đây tối rồi, ông thiệt là có tâm mà bó tay ông luôn. Dạ con cũng bó chân luôn. Bó chân à. Mời cái chủ vào nhà, ông muốn uống gì ta đãi. Ủa sư phụ, nhà của người ta mà. Ủa vậy hả, tao quên. Trời, sư phụ tỉnh dễ sợ luôn, nhà người ta mà sư phụ nói tự nhiên. Dạ, con mời sư phụ vào nhà. Dạ, con mời sư phụ ngồi. Trận đi với sư phụ. Trận đi với. Sư phụ. Thiệt là mệt quá. Sư phụ. Thầy trò ta đi tới trên đường đi thỉnh kinh, nhưng mà nghe ở đây có chùa Huệ Quang cho an cư nhập hạ, cho nên gác lại cái chuyện thỉnh kinh tới chùa Huệ Quang nhập hạ. Nhưng mà đi tới đây tối rồi, cho nên thầy trò ta muốn xin ông tá túc lại một đêm để sáng ngày mai đi tiếp, ý ông có hoan hỷ không? Dạ xin mời sư phụ cứ tự nhiên. Ủa sao sư phụ nhìn tôi dữ vậy? Thầy trò ta đi từ sáng tới giờ đói, ta chờ ông dọn cơm lên đó mà. Vậy hả sư phụ? Con cũng đói rồi đó sư phụ ơi. Các nhớ là ngươi cứ đòi ăn hoài à. Thì ha là vậy đó. Chỗ nào có ăn là ta chịu à. Chứ cái thân bự như vậy mà không ăn là đói xỉu rồi, đỡ không nổi đó, người đỡ không nổi đó. Ôi một sự đó là sư phụ đỡ tôi không nổi. Trời, mấy người này quá cỡ à, tôi đỡ không nổi luôn á. Bây giờ tôi nói thiệt nha,
chuyện ta, gì không thí chủ? Ta mới bị cướp hết hàng hóa rồi, không còn một đồng để mà cậu gió nữa, huống chi mà đồ áo. Trời, thiện tai thiện tai, thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Ông bị cướp ở đâu vậy? Chuyện là như vậy nè, tôi đi qua Lào để mua hàng hóa về bán cho có lời, nhưng mà bị cướp hết rồi. Vậy là ông cướp ở Lào hả? Dạ đâu có, tôi bị cướp ở Thái Lan. Ủa chứ ông mới nói qua Lào mà. Tôi nói vậy thôi chứ tôi đi qua Lào để mua hàng hóa, nhưng mà đi tới Thái Lan á, là đã bị cướp hết rồi. Chứ nếu mà không bị cướp á, là tôi sẽ mua hàng hóa về. Đời tôi thiệt là xui xẻo. Đúng là số hạt đạn, thiệt là đủ đạn. Sư phụ à, vậy chứ có lần hả, tôi đi hái mướp vậy mà cũng bị cướp trên vàng mướp á. Bây giờ mời sư phụ ngồi đây nghỉ nha sư phụ. À, cái chủ đã mời người ta không có khách sáo đâu à. Vậy sư phụ cứ tự nhiên nha. Sư Quân, sư Quân, mới đó mà sư phụ đã ngủ gục rồi kìa. Ta nói sư phụ rồi đừng có lên Facebook nữa, mà để cho bây giờ tới ngủ gục luôn. Sư phụ, sư phụ, sư phụ bị sao vậy sư phụ? Sao giờ này sư phụ chưa ngủ vậy? À, ta thích để ta đăng hình, ta lên Facebook ta đăng hình An Cư Kiết Hạ Huệ Quang năm ngói á. Mà ta đăng không ai like cho ta hết trơn à. Ta muốn tìm cách để một cách nào để cho người ta like thiệt là nhiều like mà không ai like hết trơn. Buồn quá, đăng quá trời mà không ai like cho ta. Dạ sư phụ đừng có lo, để mai con like cho sư phụ nha. Giờ sư phụ ngủ đi để lấy sức mai đăng tiếp nha sư phụ. Ê sư phụ nằm đây ngủ nè, lấy cái này đắp nha sư phụ nghe. Đây thành cái này từ từ đã. Rồi sư phụ đắp cái này ấm như cái nấm luôn. Mà sư phụ bỏ tích trường ra cho ngủ sao ấm tích trường vậy trời. Chà cái tích trường nặng quá, rớt lên cọng rồi. Sư phụ định sao rớt mất. Ngộ công à, thầy thấy khát nước con đi mua cho thầy chai nước suối đi con. Dạ, giờ này sư phụ ơi, không có ai bán nước suối. Thôi sư phụ uống đỡ nước giếng nha sư phụ. Chết rồi Ngồi Không ơi, thầy uống nước suối, nước giếng vô nó đau bụng quá, Ngồi Không. Ôi, vậy hả sư phụ, nước suối như nước giếng rồi, sư phụ đau từ đây tới sáng cũng hết à. Sư phụ uống hay sư phụ không sao đâu. Không xong rồi Ngồi Không ơi, tao thấy càng lúc càng đau, cái tim này tao chạy đứt dép luôn quá. Nhưng mà tao thấy đói bụng quá, sao tăng đi mua cho sư phụ tô hủ tiếu con. Dạ, để con đi qua bên chùa nhỏ con mua tô hủ tiếu về cho sư phụ dùng. Đi đi. Rách giới, con đi coi sao tăng đi mua hủ tiếu đâu mà lâu quá vậy con. Từ từ chứ làm dữ vậy. Ba dữ. Bây giờ đi vừa chơi nữa sư phụ ơi, nó không đi kìa. Nó vẫn chưa thấy nó về nữa, con coi dạ, nó đâu rồi. Chắc xe tăng đói bụng quá, ăn xong rồi mới mua về sư phụ ơi. Ngộ Không à, thầy thấy đói chút đi. Dạ. Sư phụ vẫn đau bụng hả? Để em hỏi ông chủ coi có thuốc không ông chủ. Thế chủ à, sư phụ ta uống nước giếng rồi bây giờ bị tào tháo rượt rồi, giờ sư phụ có thuốc trị đau bụng không? Sư phụ đau bụng hả sư phụ? Sư phụ chạy thoải mái đi sư phụ. Tôi không có thuốc trị đau bụng. Khuyên thầy đừng có uống nước giếng nữa. Thầy trò của sư phụ hãy theo ta kinh doanh đi. Ta có cả một công ty nước suối lận. Không, ta là đường tăng, ta cần kinh sách, ta cũng cần kinh doanh. Kinh sách có gì hay mà sư phụ cần sư phụ? Cần chứ, kinh sách là những lời vàng của Đức Phật dạy cho tất cả mọi người an lạc giải thoát mà. Vậy hả? Thầy biết rồi đó, số con là xui xẻo lắm. Buồn như con chuồn chuồn vậy á. Chán như là con gián vậy á.
làm ăn tới đâu là thua lỗ tới đó anh sư phụ ơi. Thôi ông đừng có than thân cấp phận nữa, theo thầy trò ta đến chùa Huệ Quang nhập hạ đi, đến đó rồi ông sẽ đạt được nhiều an lạc hạnh phúc lắm. Dạ. Sư phụ ơi, sư phụ, bên chùa Huệ Quang bữa nay bán bên chùa nhỏ bữa nay bán hủ tiếu đắt quá hết trơn rồi, bây giờ có mấy cái bánh bao sư phụ ăn đỡ đi. Ừ, thôi thầy trò ta ăn rồi lên đường cho kịp các con. Dạ, chúng ta cùng đi sư phụ ơi. Dạ, chúng ta đi thôi. Sư phụ. Bốn thầy trò Đường Tăng đã thỉnh kinh được trở về chùa Huệ Quang. Mời quý ngài năm sau sẽ trở về chùa Huệ Quang để nhập hạ tiếp tục. Xin chân thành cảm ơn bốn thầy trò. Vì thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quang ân. Các hạnh lành làm xóa mưa nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu. Hòa hợp tu vui thay.
vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu. Vui thay. Không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết Pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Đó là lời minh triết mà Đức Thế Tôn đã ân cần nhắc nhở thế nhân qua bài kinh Người biết sống một mình. Bạn ơi, hãy lắng nghe, hãy suy tư và chiêm nghiệm, mà dừng tâm lại để sống, để cảm nhận hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại nhiệm màu. Đức Thế Tôn dạy, đừng tiến về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quan chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tiến hôm nay kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đức Thế Tôn dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quan chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay kéo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đức Thế Tôn dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới.
hãy quan chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay kéo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống.